xin giới thiệu cho quý khách dòng sản phẩm máy sấy thực phẩm Đa Năng, có model là KRLT B12T. Cái dòng sản phẩm này thì có tổng là 12 khay ở bên trong. Thì trước khi vào bên trong thì chúng ta có thể nhìn ở bên ngoài là được thiết kế hoàn toàn bằng inox này. Ngay có thể xem được thiết kế hoàn toàn bằng inox, từ cánh đến tay nắm và phần khung được thiết kế bằng inox. Và ở đằng trước mặt thì nó có hệ thống màn hình hiển thị bằng bóng nét. Thì với cái dòng sản phẩm này thì là hệ thống cảm ứng, toàn bộ thiết bị được hệ thống cảm ứng, và cái đây là mặt hiển thị báo dòng thời gian, nhiệt độ, và cái phần quạt mạnh hay là quạt nhỏ thì nó đều báo hết ở trên cái màn hiển thị này. Ở cái phần trước thì quý khách có thể nhìn xem cái cánh tủ, thì ở đằng cạnh ở đây thì nó có một cái tay nắm này, và ở đằng trước thì có cái phần kính chịu nhiệt. Đây, phần kính chịu nhiệt giúp chúng ta có thể thăm dò nha mọi người cái thực phẩm của chúng ta ở trong sấy có đã chín chưa. Và ở hai bên sườn thì quý khách có thể xem ở cái phần bên sườn này của tủ, thì ở bên phần giáp cánh thì chúng ta có thể nhìn thấy là đây được thiết kế hoàn toàn cái lỗ thoáng để chúng ta có thể đẩy những cái hơi ẩm ra ngoài. Và ở đây thì tiện lợi cho chúng ta có cái tay nắm âm để chúng ta có thể bê sản phẩm một cách dễ dàng hơn. Và ở cái phần đằng sau thì quý khách có thể xem đây chính là cái phần đằng sau của tủ, thì tủ sấy thực phẩm thì có đây là phần thiết bị nguồn nối ra, thì chúng ta sẽ dùng bằng cái dây 220 nối ngoài, chúng ta cắm trực tiếp vào trong cái ổ này để chúng ta sử dụng cắm điện ngoài. Và đây chính là cái công tắc nguồn, đây là cái công tắc nguồn khi chúng ta sử dụng. Và đây quý khách có thể xem đây chính là cái phần chúng tôi đã tem, đây chính là phần tem. Và ở đây thì khách có thể nhìn thấy đây chính là cái phần quạt gió, phần quạt gió là chúng ta hút những cái không khí ở ngoài và mình đẩy thẳng trực tiếp vào trong này để đẩy vào trong này để cho cái phần hơi ẩm nó sẽ bay ra ngoài. Thì với cái dòng sản phẩm này thì có công suất là 1000W, công suất tiêu thụ mỗi một giờ là rơi vào khoảng tầm 600-700W, và có kích thước khay là 385x285mm. Thì ở bên trong thì đây chính là cái phần khay của nó, thì khách có thể xem được thiết kế hoàn toàn bằng inox 304 rất chắc chắn, và có cái phần lỗ lưới rất là đẹp, và nó có thể điều hòa cái thực phẩm của chúng ta nó được sấy một cách nhanh hơn. Thì với cái dòng sản phẩm này thì nó có 12 khay đều như nhau. Xếp tầng thì nó có khăn ngăn để chúng ta xếp tầng. Khi chúng ta sấy sản phẩm thì chúng ta thái những cái lát mỏng, hay là những cái sản phẩm chúng ta như là thuốc bắc, hay là những cái phần hoa quả chẳng hạn, chúng ta sấy thái nát và để trên này, để hết trên cái bề mặt của cái tấm này, và chúng ta đưa thẳng vào trong cái máy để cho máy hoạt động. Và ở cái phần này thì nó cũng cho chúng ta thêm một cái, đó chính là cái khay ở dưới để đựng những cái lượng nước nó chảy ra. Đó chính là cái khay khi mà chúng ta sử dụng ấy, nó chảy nước xuống thì cái khay này nó sẽ hứng, và có bao gồm thêm cả hai lọ đựng thực phẩm nữa. Đây, 12 khay thì sẽ xếp đều như thế này. Và đây thì nó sẽ có hai lọ đựng thực phẩm tặng cho quý khách.
Và ở đây thì trong này thì có một phần, đó chính là quyển catalog. Đây chính là cái quyển catalog này. Catalog hướng dẫn chúng ta sấy thực phẩm từ cà chua, thịt gà, chanh, cá hay là thịt bò đều có hướng dẫn hết. Thì ví dụ như sấy dưa hấu thì là chúng ta luôn luôn ở cuối trang nó sẽ có hướng dẫn là cái thời gian và cái nhiệt độ. Ví dụ đây là dưa hấu thì chúng ta sấy từ 70 độ này. Đây là để 70 độ từ 6 đến 8 tiếng thì nó sẽ được một miếng dưa hấu khô. Còn nâu như kiểu cam và chanh chẳng hạn. Đây. Thì ở đây là có sấy cả măng khô này. Và thịt bò, thịt gà này đều có hết. Nhìn như kiểu là sấy cá chẳng hạn, cá thì chúng ta để 90 độ và thời gian từ 8 đến 9 tiếng thì sẽ được một miếng cá khô như chúng ta sấy. Cái này thì đặc biệt hơn cái dòng sản phẩm này có thể ủ được cả sữa chua. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta có thể dùng cái này cài nhiệt độ và chúng ta có thể ủ sữa chua. Đây chính là cái phần ủ sữa chua này. Đây. Đây là cài nhiệt độ ủ sữa chua 45 phút hay là 45 tiếng chẳng hạn. Đây. 45 độ và 7 tiếng. Đây, đây chính là phần trang cài sữa chua. Chúng ta có thể sử dụng và như kiểu là miếng thịt này, thịt nướng chẳng hạn. Chúng ta có thể sấy cả miếng thịt to, chúng ta có thể sấy trong cái thời gian. Nó đều quảng cáo hết. Thì với cái dòng sản phẩm này nó có thêm cả, tích hợp thêm cả một cái, đó chính là cái này. Cái này thì để tặng cho quý khách, thì quý khách có thể sử dụng như kiểu cái này thì để loại bỏ những cái hột như là hột táo, hột nê chẳng hạn, hay là sấy những cái hoa quả, chúng ta có thể lấy cái này chọc thẳng vào cái giữa phần hột để lấy cái lõi ra. Còn đâu cái này thì nó người ta cho để chúng ta có thể gắp thực phẩm. Ví dụ chúng ta sấy thì chúng ta có thể gắp lôi cái khay này ra này. Chúng ta gắp cái thực phẩm này lật lên chẳng hạn, hay là cũng có thể là lôi cái khay này ra. Thì nó đều tích hợp hết ở trong cái sản phẩm này. Với cái dòng sản phẩm này thì nó rất phù hợp cho những cái khách hàng như là có thể dùng để sấy hoa quả, hay là sấy hoa quả, rau củ quả, và những cái khu như kiểu là sấy thuốc bắc hay là sấy bột sắn. Và nhiều cái có thể sử dụng bởi vì cái dòng này nó tích hợp rất là đa năng. Đây chính là cái khay để dưới. Và sau đây tôi sẽ cắm điện cho nó chạy cho quý khách xem. Lần sau và cắm ổ cuộn. Thì ở đằng sau ấy, thì là cái trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cắm nguồn vào rồi thì chúng ta nên bật cái công tắc này. Đây chính là cái công tắc nguồn để cho máy hoạt động. Và cái dòng sản phẩm này thì nó được tích hợp là bóng nét và màn hình cảm ứng. Thì với cái thiết bị này chúng ta chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó đã hiện lên toàn bộ cái màn hình cảm ứng này. Đây là phần để chỉnh quạt. Đây là phần chỉnh quạt to nhỏ. Và đây là cái phần chỉnh nhiệt độ này. Đây chính là chỉnh nhiệt độ. Và đây chỉnh thời gian. Và đây là nút tắt, nút mở. Và ở đây là cái phần để hiển thị nhiệt độ ở dưới. Và cái thời gian ở trên. Đây là thời gian đang 2 tiếng và dưới là 60 độ. Tôi sẽ cài thời gian. Thì cài thời gian chúng ta chỉ cần ấn nhẹ vào cái này thôi. Và ấn nhẹ vào cái này thì chúng ta cài được thời gian này. Cái này tối đa của nó là 24 tiếng. Đây, 24 tiếng. Và cái phần cài đặt nhiệt độ thì chúng ta lại ấn vào cái phần nhiệt độ và lại ấn. Cái này tối đa của nó là 90 độ. Thấp nhất là 30 độ. Và tối đa là 90. Tôi cho là 90 độ đi. Để 90 độ. Để 90 độ và 8 tiếng. Thì cái phần ở trong này, cánh quạt. Phần ở trong này thì cái cánh quạt nó sẽ quay. Cái phần quạt gió ở trong lò nó sẽ quay này. Quạt gió ở trong lò sẽ quay và cái cong nhiệt nó sẽ tản hơi nhiệt độ nóng ra để cho chúng ta sử dụng. Còn quý khách có thể nhìn đây chính là cái phần mà nó hiển thị, đây chính là cái mức độ của quạt nó đang chạy.
thì cái nút ở giáp màn hình hiển thị nó chính là cái phần nhiệt độ thấp nhất, quạt chạy với cái mức thấp nhất là cái thứ hai, và đây là cái thứ ba là cái cuối cùng, đây là điều chỉnh hướng gió ở trong. Cái dòng sản phẩm này thì nó được tích hợp cái tính năng sử dụng đèn led, và cái phần cảm ứng này nó rất là hiện đại hơn so với những cái dòng cũ. Thì cái dòng sản phẩm này có kích thước của máy là 460x400x465, và cái phần kích thước này thì nó rất nhỏ gọn để cho đặt vào những cái chỗ mà chúng ta có thể để chỉ có khoảng tầm 40-50 phân thôi, chúng ta có thể để được số lượng khay là 12 khay và bảng điều khiển kỹ thuật số và màn hình cảm ứng. Cái này thì là do là chất liệu inox từ dày từ 0.6 đến 0.8, và cái vỏ thép không gỉ sắt inox 304 là đấy là vỏ của khay, và tay cầm khóa. Đây là điện áp của nó chạy là sử dụng là 220 đến 240V/50Hz, và thời gian sử dụng là từ 0 đến 24 tiếng. Là có nghĩa là cái thời gian chúng ta cài giờ là từ 0 đến 24 tiếng. Còn đâu cái phạm vi cài đặt nhiệt độ từ 30 cho đến 90. Và cái này sản phẩm này thì được bảo hành trong vòng 1 năm kể từ lúc khách hàng đã mua về thì sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Thì cái sản phẩm này nó rất thích hợp cho tất cả những cái sản phẩm như là rau củ quả, và những cái sản phẩm khô hơn đó chính là bột sắn hay là những cái thuốc bắc, và một số như là ví dụ chúng ta sấy mít sấy chẳng hạn, nó rất là hợp lý cho những cái chỗ sấy thuốc, sấy hoa quả. Thì nếu mà khách có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại như Rossi miền Bắc là 0912 863 364, hoặc là Rossi miền Trung là 0928 207 007, và Rossi miền Nam là 0868 998 663, hoặc có thể truy cập website www.rossi.vn để có thể tìm hiểu thật kỹ về cái dòng sản phẩm này của chúng tôi. Vì dòng sản phẩm này chúng tôi chuẩn bị cái tung ra thị trường thôi, chưa tung ra thị trường và thì nếu mà quý khách mà có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại để chúng tôi tư vấn, và có thể tham khảo thêm một số dòng sản phẩm của chúng tôi như là nồi nấu canh, nồi nấu pizza, máy xay thịt và một số tủ đông, tủ mát chúng tôi đều có thể cung cấp được cho quý khách, và cũng quý khách có thể set up thêm cho nhà hàng của mình có những cái dòng sản phẩm mà sử dụng hiện đại nhất và tiết kiệm chi phí. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ video này của chúng tôi. Để kết thúc video ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng những hình ảnh về các showroom trưng bày sản phẩm của Rossi Việt Nam tại hai miền Nam và Bắc. Khi có nhu cầu về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các showroom gần nhất của chúng tôi để có thể dễ dàng mua được những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình. Với mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo sự thành công, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đúng mục đích, đúng yêu cầu và đúng giá trị dành cho quý khách hàng. Dưới đây là những địa chỉ cũng như thông tin liên lạc của các miền. Showroom miền Bắc, địa chỉ 283 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại 0912 863 364. Showroom miền Nam, địa chỉ 751 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0868 998 663. Vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Rossi Việt Nam, để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip.
Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Đức Việt. Đây là một trong những thương hiệu danh tiếng đến từ Việt Nam. Đức Việt hiện đang là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm inox ngay từ những năm 1995 đến nay. Đức Việt với gần 20 năm hoạt động được sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng trong cả nước. Đức Việt đã không ngừng phát triển để cho ra đời những sản phẩm thiết thực phục vụ lợi ích cộng đồng. Với hàng trăm sản phẩm đột phá về chất lượng, kiểu dáng và tính năng thuộc nhiều lĩnh vực như là thiết bị dân dụng, thiết bị công nghiệp, chất tẩy rửa, Đức Việt đã vươn lên trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam với các sản phẩm nổi bật như là tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, máy sấy bát, tủ bếp và rất nhiều sản phẩm khác đang được người tiêu dùng đón nhận. Với lượng sản phẩm tung ra thị trường tính đến nay đã gần 1.500 sản phẩm, các sản phẩm của Đức Việt đã có mặt tại hàng trăm nhà máy, bệnh viện, khách sạn, trường học, các cơ quan đoàn thể và hàng nghìn hộ gia đình, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng các sản phẩm của Đức Việt. Đức Việt tự hào góp phần vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sản xuất Việt Nam. Sự thành công của Đức Việt ngày hôm nay có một sự đóng góp rất to lớn từ phía khách hàng. Chính vì vậy, hãng Đức Việt với những người trẻ tuổi năng động, không ngừng phấn đấu, luôn sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ngày càng cao của quý khách về chất lượng sản phẩm, khiến cho sản phẩm của Đức Việt ngày càng được cải thiện và tốt hơn. Đức Việt liên tục đổi mới và thay đổi các công nghệ tiên tiến nhất để đem lại cho quý khách những sản phẩm tuyệt vời. Thiết bị bếp công nghiệp mang thương hiệu Đức Việt của người Việt có thể mang tới cho quý khách hàng những tiêu chí sau đây. Các sản phẩm của Đức Việt sử dụng công nghệ hiện đại trong nước cũng như nước ngoài. Đức Việt luôn chủ động về sản xuất cũng như các linh kiện lắp ráp và bảo trì bảo dưỡng. Mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều loại căn bếp trong môi trường nhà bếp công nghiệp tại Việt Nam. Sản phẩm mang thương hiệu Đức Việt có thể lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với mọi người sử dụng. Sản phẩm của Đức Việt luôn rẻ hơn các sản phẩm đến từ châu Âu mà không hề làm giảm đi chất lượng của sản phẩm. Việc bình ổn giá được Đức Việt quan tâm hết mức sao cho sản phẩm tới tay người tiêu dùng với mức giá thấp nhất. Với đội ngũ bán hàng, kỹ thuật, am hiểu về từng loại sản phẩm, Đức Việt có thể tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm của Đức Việt đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Với những ưu điểm sẵn có, Đức Việt tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng khắt khe nhất của mọi khách hàng. Mọi sản phẩm của Đức Việt sẽ làm hài lòng tất cả các quý vị khách hàng cho dù là khó tính nhất. Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống trưng bày tại Hà Nội và Sài Gòn của showroom Đức Việt. Các bạn có thể thấy rằng là các dòng sản phẩm của Đức Việt cung cấp rất là đa dạng và phong phú, dùng trong bếp công nghiệp như là từ tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, tủ sấy bát, máy rửa bát hay là máy làm kem vân vân. Và với một dải sản phẩm rất là rộng như thế này thì tôi tin chắc rằng là cho dù bạn đang là những người kinh doanh hay bạn đang là những người set up các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn khu công nghiệp hay các bạn chỉ đơn giản là những người kinh doanh những quán cơm bình dân, mua nhỏ lẻ các thiết bị bếp công nghiệp thì tôi tin rằng với dải sản phẩm của Đức Việt đa dạng và phong phú như thế này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các bạn. Các bạn sẽ chọn ra cho mình một sản phẩm phù hợp nhất cả về chức năng cũng như là về phần giá cả. Quay trở lại với Rossi Việt Nam thì Rossi Việt Nam chúng tôi hiện đang là đơn vị bán buôn các sản phẩm bếp công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta, Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá ưu đãi
kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời, và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam kết nối sáng tạo. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Các quý khách hàng nếu muốn có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp của hãng Đức Việt có thể truy cập trực tiếp vào website của hãng theo địa chỉ đứcvietpro.vn hoặc truy cập vào website của chúng tôi rossi.vn để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn các quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel trên YouTube của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp Đức Việt. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới.